Tụi anh xin kính chào quý vị của đài BC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Trong chương trình văn hóa và kỹ thuật ngày hôm nay, tụi anh chào thầy Tâm. Xin kính chào quý thính giả và chào tụi anh. Hôm nay trưởng Lâm ăn Tết lâu quá. Ăn Tết lâu quá không thấy quay lại hay là chắc sợ đòi tiền lì xì. Dạ vâng. Cái đó đúng. Dạ vâng, không biết rằng là đầu năm nay thì mình có tin tức gì hoặc khoa học kỹ thuật mới để mình cho khán giả của đài BC không thưa thầy Tâm? Dạ thưa quý thính giả, năm 2016 là một năm rất là đặc biệt ở trong cái ngành điện toán. Quý vị sẽ là những cái máy điện toán mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2016, tức là chỉ còn có 1-2 tháng nữa thôi đó. Thì quý vị thấy là những cái máy điện toán mà nó gọi là 2-in-1, tức là mua một cái mà trở thành hai cái. Yeah. Cái máy của mình vừa là tablet PC, vừa là máy điện toán thường, hoặc là máy có thể gấp lại giống như là một cái tablet PC. Yeah. Thì họ sẽ bắt buộc thay đổi cái USB thưa quý vị. Ở đây USB là cái đầu như thế này. Thì họ sẽ thay đổi thành cái đầu nó nhỏ bằng có 1/5 cái này thôi. Nó gọi là USB Type-C mà lần trước anh chị em của chúng tôi có thưa với quý vị đó. Cái điều đặc biệt của USB Type-C hay nói tắt là USB-C là nó tốc độ nó nhanh tới 10 gigabit per second, rất là mau. Và có một cái lỗ cắm nó thôi mà quý vị có thể dùng một cái lỗ đó để mà truyền tin tức đi tốc độ rất là mau. Mà nó thay thế luôn cho những cái gì như là HDMI để gắn TV hay là FireWire vân vân, nó thay thế được nhiều thứ. Nó cũng thay thế luôn được cái dây cắm điện của quý vị nữa. Nó có thể chạy tối đa 100W. Thì quý vị sẽ thấy một cái thay đổi rất là lớn. Trong 15 năm nay đây là một cái thay đổi lớn cho máy điện toán. Thế nên nếu mà quý vị nào muốn mua máy điện toán mới đó, thì tôi đề nghị quý vị xem, hỏi người bán hàng xem là cái máy của tôi, tại vì mình mua là mình giữ lâu dài mà, chứ không phải như người Mỹ 1-2 năm là mình thay. Mình muốn giữ cũng 3 năm, 5 năm, 7 năm. Thì quý vị hỏi xem là cái máy điện toán đó có cái USB-C không. Có USB-C hãy mua. Và một cái tiêu chuẩn thứ hai mà quý vị cần để ý trong năm 2016 của mình đó, là đa số máy điện toán, dù máy mà rẻ tiền hay là cái máy cỡ trung trung hay máy cao nữa đó, thì quý vị cố gắng lựa cho một cái màn ảnh mà nó gọi là màn ảnh cảm ứng, tức là touchscreen. Đó là hai cái điều mà quý vị nên làm. Dạ vâng. Nếu như mà thầy nếu mà những cái mà computer mà 2-in-1 gì đó mà nó không có đủ cái memory, thường thường theo như tụi anh nghĩ á, là mình nên xài cái desktop thì nó riêng rồi. Ví dụ mình muốn cần thêm memory thì mình mua cái phần memory mình bỏ vô thêm như vậy. Còn nếu 2-in-1 mà nếu mà giả sử mình load nhiều quá, mình chứa đựng nhiều quá thì nó có, mình muốn extend thêm memory thì có được hay không? Mà không. Được. Yeah. Quý vị có thể làm nhiều cách. Thứ nhất là những cái máy điện toán mới là luôn luôn có một cái ổ cắm đặc biệt. Nó gọi là SD card hay là micro SD card, nhỏ xíu thôi. Thì tụi anh có thể mua thêm memory 64GB, 128GB cắm vô thêm memory. Không có đủ. Cái đó thường thì bây giờ tụi anh thấy rằng là cái memory mình đựng hình như là cái dung lượng cũng rất là lớn, 1TB. Đó là một cách, đúng rồi. Thì cách thứ hai là mình mua một cái external hard drive thưa quý vị. Nếu mà quý vị bình thường mua một cái 1TB đó, ở trong Costco hay là Walmart bán thì thường là 75 đồng tới 79 đồng. Nhưng mà quý vị mà ghé thư viện Việt Nam thường ở chỗ diễn đàn tvvn.org, diễn đàn điện toán, thì quý vị thấy là chúng tôi đăng rất là thường, khoảng chừng một tuần là đăng 2-3 lần. Những cái chỗ mà họ bán cái 1TB hay là 2TB, cái 4TB mà giá dưới 100. Yeah. Thì mình mua có đó lợi lắm. Nhưng mà tụi anh muốn đặt ra một cái vấn đề. Mình thí dụ mình xài cái tablet PC đi, 2-in-1, rồi mình gắn extend vô. Thì khi mà mình muốn play, mình muốn run cái memory trong này á, thì nó có nhanh hay không? Đó, thưa quý vị. Yeah. Như tôi nói là cái kỹ thuật mới mà 15 năm nay mới có đó là cái USB-C. Nó chạy mau hoặc là mau hơn cái hard drive trong máy của quý vị nữa. Tại sao quý vị mua máy mà muốn tránh cái trở ngại tụi anh mới vừa nêu lên đó, thì quý vị lựa một cái máy mà nó có USB-C thưa quý vị. Cái công ty đầu tiên năm ngoái họ đã áp dụng cái USB-C trong máy của họ. Tụi anh đoán là công ty nào? Công ty này là luôn luôn đi đầu trong mọi thứ. Vậy là máy Apple. Apple hả? Apple có cái MacBook Pro là đã xài USB-C. Ngay cả người ta đồn á, là cái iPhone mà tháng 18 tây tháng 3 2016 họ sẽ thông báo iPhone mà 7 thưa quý vị, thì nó cũng có xài USB-C thay vì những cái kỹ thuật cũ hơn. Tôi không biết là lời đồ có đúng không, nhưng mà đó là chứng tỏ là USB-C nó sẽ phổ thông rất là
rất là phổ thông ở trong năm 2016 trở đi, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa cảm ơn. Như vậy á, là trở lại cái vấn đề mà cái về cái memory á, thì nếu mà cái lời khuyên là bây giờ khán giả của Đài BC muốn chuẩn bị mua một tablet PC nhỏ gọn với cái touch screen, hoặc là mua cái desktop riêng rồi mình mua cái màn hình riêng, thì cái nào mà để có dung lượng là mình xài bằng cái mình xài coi phim rồi video đó run cho nó nhanh không có bị chặn cái máy, theo lời khuyên của thầy. Nếu mà quý vị lớn tuổi mà kiểu như là làm biếng giống như tôi thì quý vị, tôi sẽ khuyên quý vị là mua một cái máy điện toán xách tay thì nó dễ, mình có thể mang lên giường, mang đi đây đó. Còn cái máy điện toán để bàn thì không thể mang đi đâu được, nó luôn có điện. Còn cái máy điện toán xách tay thì nó có pin thì cũng đỡ lắm. Mà những cái đời mới này mà quý vị vào mà con cháu mà nó thương mình á, nó mua cho mình cái iPad Pro. Đó là một cái tablet PC của iPad. Quý vị thấy thường thường tôi khen đồ của Windows chứ không khen đồ iPad, là tại vì nó rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà cho tiện lợi, tại vì bây giờ mình sẽ bỏ cái cách xài cũ, tức là không có xài kiểu như mà tay nữa. Ở trong cái iPad Pro nó có một cái đặc tính rất là hay, tôi xài thử mấy lần tôi cũng thích lắm, là quý vị có thể nói với nó. Thì nó nói quý vị bắt buộc phải nói tiếng Bắc hoặc là tiếng Nam rất là chuẩn, thì nó sẽ đánh lại cái đó cho quý vị. Tức là quý vị cần nói thôi. Mình nói vô cái iPad Pro, nó rất là mạnh, rất là mau, thì nó quý vị đọc sao nó viết y hệt như vậy, có dấu đàng hoàng. Đó là một cái điều khá đặc biệt. Những cái sản phẩm mà tương tự như vậy trên Windows thì nó cũng có, mà nó không có dễ xài bằng cái bên iPad Pro, thưa quý vị. Dạ vâng. iPad Pro màn ảnh nó từ 12.9 tụi anh, lớn lắm. Thật ra cũng dễ dàng cho các bác lớn tuổi mà dễ nhìn. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trước khi mà tụi anh làm show đó thì thầy Tâm có nói rằng là muốn là phá cái phone để cho làm sao mà cái iPhone nó chết không? Hỏi ủa tại sao tự nhiên cái iPhone mình để nó chết? Thì thầy Tâm nói rằng là có những các em học sinh nghịch đi vô Apple xong rồi phá những cái iPhone làm sao cho nó dead luôn và không thể nào turn on lên được. Đúng rồi. Nhưng cái vấn đề tụi anh muốn nêu ra đây là để cho quý vị nên ngăn ngừa đừng có vô tình mình hit cái button đó thì cái iPhone mình sẽ bị dead, thì chắc là mời thầy Tâm diễn giải mà trả lời thẳng luôn. Dạ, trả lời thẳng luôn, không có ngu gì để làm cho phone chết. Tôi nói tụi anh là tôi sẽ biểu diễn cho quý vị xem bằng cách là dùng cái điện thoại của tụi anh, thì tụi anh nói chứ cùi lôi heo à nổ đâu, tụi anh đâu có nói vậy đâu, tụi anh nói không có dám. Thưa quý vị, cái hệ thống Apple đó trên từ iPhone mà 5 trở đi lên về sau là 6 rồi 7 đó, thì quý vị thấy là cái hệ thống điều hành iOS 8 hoặc 9 nó có một cái lỗi rất là nặng, là nếu mà quý vị thay đổi cái ngày của cái điện thoại thông minh, cái Apple của quý vị đó, cái iPhone của quý vị sang ngày 1 tây tháng giêng của năm 1970 thì cái máy nó sẽ hư không chạy được nữa, quý vị phải gửi về cho Apple để họ sửa. Đó là một cái lỗi kỹ thuật rất là lớn, thì Apple cũng biết cái điều đó và Apple hứa là sẽ có một cái phiên bản cập nhật khóa để sửa cái lỗi kỹ thuật đó. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại, nếu mà quý vị có điện thoại thông minh thì có đừng có tò mò mà làm thử, hoặc là đừng có cho người khác mượn thử cái phone. Dạ, thử cái phone. Với lại tụi anh được biết rằng là hiện nay có một cái bug là họ có một cái đường link, khi mà cái đường link đó nó send vô cái text message của mình mở ra một cái là cái phone mình nó sẽ bị dead, mình sẽ không lên được, với điều kiện là sẽ có một cái phone khác text message vô để quét cái phone mình up thì nó sẽ trở lại cái hình trạng bình thường. Cho nên rằng là đừng có nghịch phá như tụi anh đã từng nghịch. Một cái nữa trong cái Apple hiện giờ, nói như vậy là anh em chúng tôi chỉ chia sẻ cái tin tức với quý vị chứ không phải là nói xấu Apple, là nếu mà quý vị dùng cái Safari, cái browser trong Apple đó, mà quý vị đừng thử ở nhà, tại vì người ta đã thử rồi và xác nhận rồi. Trong cái chỗ mà nó gọi là URL address đó, nếu mà quý vị bỏ một cái địa chỉ nó quá dài đi đó, thì cái máy của mình sẽ không chạy được, nó cứ loop, nó cứ chạy tới chạy lui nữa, nó hư máy luôn. Cho nên quý vị cũng đừng thử cái đó, thưa quý vị. Dạ vâng. Để sẽ có một cái câu hỏi này đặt cho thầy Tâm về cái xài vào Facebook với lại cái Facebook Messenger ở trên iPhone á, thì chắc là cái câu hỏi này tụi anh cũng dành cho cái phần 2 luôn. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi sẽ trở lại phần 2 trong chương trình.